Thưa quý vị, kể từ khi phát động cuộc thi Vì một Việt Nam tất thắng, cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học dành cho các bệnh nhi và trẻ em yếu thế trên cả nước, đến nay đã có hơn 1.700 tác phẩm gửi về dự thi. Mỗi tác phẩm đều gửi gắm trong đó tiếng nói của con trẻ, sâu thẳm trong tâm hồn, mong manh của các em, chính là những nghị lực phi thường, luôn khao khát được chia sẻ và thấu hiểu. Và trong số những thí sinh của cuộc thi, có những em nhỏ mang theo những câu chuyện truyền cảm hứng về hành trình chữa bệnh gian nan nhưng tràn đầy hy vọng của mình. Mặt trời hy vọng ngày hôm nay sẽ kể cùng quý vị câu chuyện về một thí sinh đặc biệt như vậy. Hàng ngày, Duy rất thích được mẹ đưa đến một khoảng không gian trong bệnh viện để ngắm nhìn bầu trời. Bởi ở trên đó có người thân của em. Con đã tự hào về bố con là một sĩ quan không quân. Mỗi lần có những chiếc máy bay đang bay ở trên bầu trời thì con đều nói rằng là ở đó có bố con. Năm 2012, sau một cơn hen phế quản, bố của Duy đột ngột qua đời. Trăng sáng soi, chiều bước ba đi rồi, về bên ấy chân trời. Chị Ngoãn, một cô giáo dạy văn, đã nén nỗi đau để nuôi dạy hai con nên người. Thế nhưng vài năm sau, chị lại bắt đầu lo lắng với những dấu hiệu lạ về sức khỏe của con trai mình. Khi lên lớp 3 thì con bỗng có hiện tượng như gần như là béo phì. Một năm mà con tăng 10 kg. Đến khi con học lớp 6 thì cô giáo phát hiện là con có biểu hiện đau đầu, buồn nôn. Cho cháu thăm khám ở quê thì người ta chẩn đoán cháu bị viêm xoang ạ. Sau những cái liều kháng sinh cháu vẫn không đỡ thì mẹ cháu đưa lên Việt Đức để thăm khám thì bác sĩ phát hiện ra khối u của cháu. Tôi nghĩ rằng tại sao mà cuộc đời có thể bất công với tôi một lần nữa. Được chẩn đoán mắc bệnh u não ác tính, hai mẹ con Duy khép mình trong bệnh viện và đóng cửa với thế giới bên ngoài. Lúc con đổ cho con sang trường mẹ con này, mấy bạn đứng ngoài cửa cười. Con có trách các bạn hay không? Không, con thấy con bị thật, sự thật nó vẫn là sự thật. Đã tái phát rồi, bây giờ lại bệnh lại tiến triển nữa, thế nên nó lại càng khó hơn. Thực ra nếu có điều kiện ấy, thì cháu có thể là chuyển cái vòng gốc với ghép tủy chẳng hạn. Thế nhưng mà cái này thì thực tế điều kiện thì nó cũng khó khăn. Ung thư không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật, nó còn là cuộc chiến của tư tưởng. Duy và mẹ đã quyết định mở lòng để đón nhận những niềm hy vọng. Bức tranh em gửi đến cuộc thi Vì một Việt Nam tất thắng với tựa đề Bác sĩ siêu nhân. Nếu virus corona là kẻ thù số 1 của nhân loại, thì các y bác sĩ là những vị anh hùng, siêu nhân có thể lực và sức mạnh để đánh bay kẻ thù ấy. Những con người Việt Nam đều là những đóa hoa hướng dương luôn luôn hướng tới ánh sáng, cháy bỏng niềm tin khát vọng về một Việt Nam tất thắng. Và Duy, em cũng chính là một đóa hoa hướng dương đầy lạc quan đang vươn lên mạnh mẽ trước căn bệnh hiểm nghèo. Ở trên bầu trời, có lẽ bố cũng đang theo dõi, mỉm cười tự hào về em. Trăng sáng soi, tựa mắt môi ba cười, từ bên ấy xa vời. Như chúng ta đã lắng nghe, đúng như em Gina đã nói rằng là nếu virus là kẻ thù của nhân loại thì các y bác sĩ là những siêu nhân có sức mạnh phi thường, có thể đánh bay kẻ thù ấy. Chúc cho Duy sẽ giữ được tinh thần lạc quan để có thể vượt qua được bệnh tật. Và mong rằng là những câu chuyện của những em nhỏ như Duy sẽ tiếp thêm động lực và niềm tin cho những lực lượng tuyến đầu chống dịch vì một Việt Nam tất thắng.